Còn bây giờ mời quý khán giả đến với những thông tin về thời tiết. Xin chào chị Hằng My. Thời tiết nắng nóng kéo dài đã hơn 2 tháng. Không biết dự báo thời tiết ngày 30 tháng 4 thì sẽ như thế nào chị? Dạ vâng, dự báo ngày mai 30 tháng 4, trời vẫn tiếp tục nắng nóng ở tại Cần Thơ cũng như là nhiều nơi khác ở Nam Bộ đấy ạ. Quý vị có thể theo dõi trên bản đồ Châu Đốc, Cao Lãnh, Vĩnh Long là những nơi nóng nhất miền Tây Nam Bộ với mức nhiệt 37-38 độ C, nắng nóng gay gắt. Còn Cần Thơ và Hậu Cáp các nơi khác phổ biến trong khoảng 35-36 độ C. Đối với miền Đông Nam Bộ, dự báo trưa mai, số điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt giảm bớt chỉ còn ở tại Phước Long. Còn thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Đồng Phú 37-38 độ C. Núi Bà Đen dịp nghỉ lễ này có hàng nghìn du khách đổ về để tránh nóng, với nhiệt độ thấp hơn trong thành phố khoảng từ 7 cho đến 9 độ C và buổi tối chỉ còn khoảng là 22 đến 23 độ C. Du khách đến núi Bà Đen để cảm nhận không khí mát lạnh giữa không gian thiên nhiên đẹp tựa tiên cảnh, nhiều show diễn nghệ thuật tái hiện các di sản văn hóa phi vật thể và đặc biệt là show diễn nhạc nước ấn tượng bên khu vực tôn tượng Bồ Tát Di Lặc. Với thành phố đảo Phú Quốc thì đây là một trong hai điểm ở phía Nam không xảy ra nắng nóng với mức nhiệt dự báo trưa mai khoảng là 34 độ C. Du khách đến đây đừng quên trải nghiệm bãi biển đẹp nhất hành tinh, đó là bãi Kem, vui chơi chợ đêm vui phết và trải nghiệm các show diễn như là nghệ thuật thể thao mạo hiểm, vòng xoáy tình yêu, show đa phương tiện hàng đầu thế giới, nụ hôn của biển cả và những màn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm. Cùng chuyển sang dự báo thời tiết biển. Khắp các khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang thì dự báo ngày mai trời ít mưa, tầm nhìn xa tốt, gió nhẹ biển êm, thuận lợi cho các hành trình ra vào đảo của quý vị.